Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý vị anh chị em đã trở lại với đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang. Trên à, tinh thần em Sáng là một người con làng nghề, đồ gỗ hương mạc phù khê từ Sơn Bắc Linh. Với rất nhiều các sản phẩm đồ gỗ nội thất đa dạng và phong phú. Đặc biệt à, mẫu Minh Đế là một trong những mẫu ghế mà em Sáng đã làm rất nhiều thị trường và bán rất nhiều cho quý vị anh chị em. À, tất cả các sản phẩm của bên em Sáng làm là toàn làm trực tiếp tại xưởng, à, không qua trung gian, à, giá là giá tại xưởng mà hàng là những cái mẫu đẹp và độc lạ nhất mà nội thất Trung Hoa kết tinh lại thì đồ gỗ sang trang à, làm trên nền tảng những cái dòng ghế như vậy thì trước mắt quý vị anh chị em đây là một xưởng chuyên làm các sản phẩm, sản phẩm chất liệu là gỗ xưa bắc quý vị anh chị em ạ. Chưa bao giờ em sang phải khẳng định với quý vị anh chị em là chưa bao giờ gỗ xưa nó lại có một cái giá êm như hiện tại thật thật sự là như vậy. Nếu với cách đây khoảng độ năm bảy năm mười năm thì nghe đến gỗ xưa người ta nghe đến à, những cái từ ngữ vô cùng à, ghê gớm ví dụ những bộ ghế xưa vài trăm triệu một bộ rồi thì những cái sản phẩm gỗ xưa có tiền cũng không mua được nhưng với em sáng là một người con làng nghề cái gì nó phải thực tế tất cả các sản phẩm nội thất đồ gỗ đặc biệt là với ngày nay thì cái những cái dòng gỗ quý thì nó nó thật quý vị anh chị em nó không khác gì anh chị em chơi thị trường chứng khoán nó lên nó xuống và em sáng là một người tư vấn tận tâm nhất quý vị anh chị em và trước mắt quý vị đây là một bộ sản phẩm minh đế hoàng công nghỉ được làm từ chất liệu gỗ xưa bắc đã được cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp sáng trang làm trên nền tảng đó là gì toàn bộ sản phẩm đã được cơ sở chúng em làm trên nền tảng đó là chất gỗ xưa gỗ xưa này em sáng xin nói lại này là gỗ xưa non quý anh chị em ạ à. nhưng em sáng lựa những cây gỗ cực kỳ à, già đanh và đặc biệt có tích tính chất gỗ đó là những cái vân màu tía này quý anh chị em để ý này đấy toàn bộ vân màu tía và đặc biệt em sáng lựa những cái vân cực kỳ đẹp và độc lạ trên những từng cây gỗ từng vân gỗ đấy Ví dụ như bộ minh đế này thì bên em sáng làm có thông số kỹ thuật đó là chiều dài 62, chiều sâu 50. Đấy, toàn bộ ván này, anh chị em thấy này, toàn bộ ván thì với dòng minh đế mà gỗ xưa, đặc biệt là gỗ xưa non thì những dòng uh, ván mà ghép hai như này ấy, thì đòi hỏi những cây gỗ mà bên em sáng lựa vô cùng uh, đẹp và vân cực kỳ đặc sắc. Đây, em cháu có thể quay cận cảnh để anh chị em cảm nhận được đấy. Ví dụ như hai cái mặt ghế này là cùng một cây gỗ đấy. thì quý vị anh chị em biết là khi mà em sáng ghép lại như này ấy, thì cái vân của nó nó rất đặc sắc, nó tạo ra những cái đường hoa, đường lu, nó vô cùng phong phú, nó như là một cái tác phẩm nghệ thuật quý vị anh chị em ạ. với cái điều kiện là bên em sáng sửa sẻ gỗ rất dày, đấy. ví dụ như cái mặt minh đế như này bên em sáng sẻ dày là một phân rưỡi, đấy, một phân rưỡi ghép âm dương để đảm bảo với cái độ bền cho quý vị anh chị em là bảo hành trọn đời các sản phẩm anh chị em ạ. còn nói về kết cấu mộng thì anh chị em hết sức yên tâm. Đấy, kể cả những chi, chi tiết như này, những cái mộng, đấy, mộng âm dương và thậm chí là có hét cài, đấy, bên em sáng vẫn để nguyên như này, bởi vì với em sáng làm thị trường Trung Quốc đã rất nhiều năm thì em sáng thấu hiểu được tất cả các sản phẩm nội thất, đặc biệt là nội thất Trung Hoa. Nó đòi hỏi được cái công nghệ làm mộng vô cùng uh, kỹ lưỡng và chắc chắn quý vị anh chị em ạ. Dáng Minh Đế anh chị em cảm nhận, đấy, dáng Minh Đế cực kỳ đẹp luôn. Uh, với dòng Minh Đế này bên em sáng làm thách chân thách, đấy, chân thách chữ A, tạo dáng vô cùng dẻo và đặc biệt những cái chi tiết vân như này đấy anh chị em cảm nhận này à, chỉ có những người người ta làm gỗ xưa đặc biệt là xưởng em sáng làm rất nhiều thì mới lựa những cây gỗ đẹp như này đấy những cái yếm như này anh chị em cảm nhận này. đấy bình thường như những những cây gỗ xưa mà bây để mà ra những cái vân tía như này là hơi bị hiếm luôn thật sự là như thế thường thường là nó sẽ có những cái uh, vân trắng như với em sáng thì em sáng làm nhiều là một Cái thứ hai là cái tính thẩm mỹ em sáng nó cao Quý vị anh chị em ạ Thì em sáng mới lựa ra được những cái vân đẹp để phục vụ quý vị anh chị em ờ, Với những cái dòng sản phẩm như thế này Thì có rất nhiều cách hoàn thiện quý vị anh chị em ạ Chúng ta có thể hoàn thiện đánh xi hoặc là full PU Thì với bất kỳ một cái cách hoàn thiện nào Thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải làm kỹ từng khâu một Và cái khâu mọc này là một cái khâu không uh, rất quan trọng nó thể hiện là gì thể hiện sản phẩm nó chân màu đấy đây quý vị anh chị em cảm nhận này với em sáng tất cả các sản phẩm nó phải là chân màu anh chị em ạ chân màu đây là gì dần gì chân màu về vân gỗ chân màu về tôm gỗ quý vị anh chị em ạ đây quý vị anh chị em có thể lại gần đây để quý vị anh cảm nhận được cái cây gỗ xưa đây quý vị anh chị em ạ đây là những cây gỗ xưa mà bên em sáng mua về để đóng các sản phẩm đồ gỗ nội thất đấy anh chị em để ý này cực kỳ đẹp luôn đây như ví dụ như những cây như thế này đấy à, Nói thẳng với quý vị anh chị em một khúc gỗ như này bây giờ bên em sáng mua trên thị trường nó rơi vào giá dao động từ 35 đến 40 triệu một cây như thế này. Đấy, một cây như thế này mà cần chưa được cắt như này đâu anh chị em ạ. Đấy, mạo hiểm rủi ro rất lớn. Cái quan trọng nhất là khi mua gỗ thì với con mắt làng nghề thì em sáng sẽ chọn những cây đẹp. Còn tất cả các sản phẩm uh, cái tôm gỗ, thớ gỗ thì nhiều khi nó vẫn còn cái rủi ro. Đây quý vị anh chị em ạ, đây là một bộ minh đế. Đấy, em sáng vừa bán cho một khách Trung Quốc đấy thì đây anh chị em thấy này đấy cứ như, như này là bên em sắp sang trung quốc là lấy tiền thôi quý anh chị em ạ còn ở trong đây còn rất nhiều các sản phẩm bên bên, bên em sáng đang pha phôi đấy những cây gỗ xưa khi bên em sáng mua về đây đấy được uh, bọc giấy bóng rồi uh, pha phôi thành khí để phục vụ quý vị anh chị em nếu quý vị anh chị em có uh, có tình yêu thương đặc biệt có sự đam mê với dòng gỗ xưa bắc thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817035555 gặp em sáng để tư vấn bảo báo ra tận xưởng thì với cái dòng gỗ xưa như thế này thì có rất nhiều các sản phẩm các tác phẩm đồ gỗ chúng ta có thể làm quý vị anh chị em ạ à, có những người người ta đục tượng có những người người ta làm minh đế có những người làm ghế tai quan có những người làm bàn trà thì cái quan trọng nhất yếu tố là gì yếu tố là quý vị anh chị em mình cái định hướng cái cái vấn đề là anh chị em yêu thương cái sản phẩm nào thì em sáng sẽ phục vụ quý vị anh chị em cái sản phẩm đấy anh chị em cảm nhận là vô cùng tuyệt vời phải nói là như vậy và xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị em và một lần nữa đồ gỗ nội thất cao cấp sáng trang xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị em đã luôn quan tâm theo dõi đồng hành cùng cơ sở bên em nhớ đăng ký kênh youtube đồ gỗ sáng trang để sớm nhận được những sản phẩm những tác phẩm đồ gỗ mới nhất từ cơ sở bên em chào thân ái